À, đây có mấy món này. Đó, người heo mà lo cái này. Đây cái mũi heo, đó cái mũi heo ti ha. Dài. Dài tới đây là khoảng tới mũi hết mũi là khoảng 27 26 năm ha. Cái này là tới đây là khoảng 35 ha. 35 năm tháo cái này nè. Tháo ra hay là mình tiện cái này lại ha. Hoặc là xài của nó cũng được. Đó. Đây có nó heo ti nè. Quy đó nó là trên với gì nè. Đó. Vẫn chưa xài. Đây mình tính qua đây. Một trăm mười là khoan trong nước 115 ha. 115 mà khoan trong nước 90 là ok rồi người ha. Đó, nó tin. Đó này là người tiện hay gì, nói chung là xài mũi heo ti cũng được, xài cái khác cũng được nha. Rồi cái bơm nè. Bơm thì chưa tép ha. Đó, là tép thì giá khác. Đó, tép chưa tép bán 300 luôn. Đó, giờ tự xử. Đó, mấy người phải mở ra coi em Dương mới test nha mọi người. Đầu đồng là chất lượng. Đó, ok. Còn này của nó là 10kg 12V nè. 3kg 75 nè. Nặng 700g mấy anh trên này ha. Cái đầu đồng là mình mới lấy nè. Đây là tốt ha. Đẹp. 300 ha. Còn tép thì muốn tép thì mình tép tháo ra để mình vệ sinh tép ra. Mình phải coi dây rồi mới nó chắc dây à. Rồi. Cái này cái dây này là dây kích bình đó mọi người ha. Mới tinh luôn. 12V 80A nè, 3,5m nữa ha. Đây của nó có luôn ha. Cũng như xài nước cũng còn đẹp mà mới tinh là chưa xài luôn mọi người. Đây nè ha. Của nó đây. Thông số tiếng Nhật được không nha. Âm dương. Rồi cặp này 450 ha. 400 đi. Man và ô tô Bắc SP 12BC ha. Rồi 400.000. Rồi cái này là cái này cái lọc là cái xả nước xong mấy hơi mọi người ha. Đó. Nó cắt dây nhẹ nha, hai cái giống nhau. Chà cái này mới nó khoảng 10 mấy triệu nha. Đó. Đây thông số đây. 10kg nè. Chịu được hơi 10kg ha. Đắt 202 nhiều thấy không mới tin ha. Đó, này dịch ra là nó này là xả hơi nhanh cho cái máy này. Bình hơi mình nếu nó khí ví dụ như mình nối vô đây nè ha. Tự động nó có chất thải hơi là chất đó, mới tin. Nó còn nắp bung bê luôn, hai cái giống nhau ha. Rồi, hai cái này mới nó cái kia nó bị rớt nút nè. Mới tin cái kia cũng vậy. Này cái giống nhau bát 7 màu luôn. Này điện 100V ha. Đây nè, dặn lên là bao nhiêu nè. Đó, người về nghiên cứu nha. Đó. Rồi này mình không biết tép nữa. Nó cắt ngang luôn hả nó. Ở đây cũng cắt ngang luôn, mới tin nè. Đó. Đó, cái đầu nó. Chiều dài của nó là khoảng 27 ha. Cao lên là khoảng 11. Ngang là khoảng 14 ha. Mình giá mới nó cũng khá. Người mới 17 triệu đồng. Chà cái bản đó.
mới là 88.000 yên ha. Chèn này ha. Đó. Đi chèn luôn nha. SB này. Mọi người chờ cái mã ra ha. Đó. Mấy triệu. Ai mua cặp này thì liên hệ mình ha. Mình đã giá. Cặp này mình bán 1,5 triệu nha. Đó. Người nào xài máy hơi là ok đó nè. Chưa test gì ha. Đó. 1,5 triệu. Nói chung là cái này là mới khen, nói chung chưa xài. Nè, nhìn cái này nè, không biết. Ốc 7 màu. Này ha. Vậy nguồn nó mọi người cứ sợ cái mã lên đây mình chụp cái mã cho mọi người sợ. ST22 220G1 nha. Nó mối rồi nè. Nên này chưa test mình cũng không biết test sao. Thấy nó đó mới tin ha. Rồi. Cái bếp ga, cái bếp này. Đó, có 4 chân nha. Kích thước của nó này này 38 nè. Dài 38 ha. Ngang của nó là khoảng 20 56 ha. Cao lên của nó từ dưới đất ở cơ đây là khoảng 14 ha. Có chân nha. Nó chân bẻ ra nè rồi. Móc lên chút về chút chữa lại đó. Ở đây luôn. Hay nướng như nè. Chúng có móc móc này chút. Hay nướng nướng than nướng thịt nè. Mấy dĩ cái này là đủ ha. Xiên cái này mà đi du lịch thì mình để ở nhà ok. Bốn chân rồi nha. Bóp vô. Cái này mình bán 400. Rồi mình xem có cái nào.